Tức là cái việc này nó rất là khó. Nó thứ nhất á, là bên cái phe của đứng á, nó đã chuẩn bị ngay từ đầu. Công an địa phương nó đã chuẩn bị, nó làm sai lệch cái phần điều tra ngay từ đầu, phải không? Không biết, cái này là không biết đâu. Đó, thật sự chú hai ở cái chuyện này không biết, mới nghe chú nói đó. À, còn biết hay không biết ở riêng chi tiết này nè, cũng mong rằng đó, đó để mà anh Vũ anh Quốc cho cái là một cái đơn thư khiếu nại đến những cái cơ quan mà điều tra ngày xưa đó, để hỏi xem tại sao ông này ông lại phát ngôn như thế này. À, ông này có cái biết cái gì, à, nhờ cái như là điều tra làm rõ cái những phát ngôn ông này, à, ít ra đó là cái như là mời ông tới đó làm việc cái đã. Ủa, ông là ai mà ông biết cái vấn đề này? Nên đây mang tính chất là thật sự chắc anh cơ quan chức năng người ta mà nhận cái đơn của anh Vũ kèm theo đoạn ghi âm này thôi, kèm theo đoạn ghi âm này là xem như là cái như là thâu lúc đấy là biết mình là ai rồi, đúng không? À, tự nhiên bây giờ tôi hỏi rằng ông đi nhắn tin anh Bảo thì ông không có liên quan, ông không có liên quan cái vấn đề gì trong chỗ cô bí ẩn cả. Thế những cái chi tiết này ông lấy từ đâu mà ông biết? Tôi chỉ hỏi vậy thôi. À, tôi chỉ hỏi ông Bảo rằng ông không có liên quan, nhưng mà ông lấy cơ sở từ đâu mà ông lại có những kết luận như thế này, đúng không? Tôi nói một con người đã có tham gia vào cái câu chuyện mình mới hiểu được câu chuyện như thế nào, còn không tham gia sao biết? Ít ra mình có nghe hoặc là mình có tham gia vào rồi mình mới biết cái câu chuyện nó như thế nào, đúng không? Còn ở đây anh không nghe, anh không tham gia, tại sao anh biết? Thế thì trong thời gian trước đến giờ anh Vũ đi với anh là đi ở đâu? Anh bảo rằng từ trước giờ mày cũng đi với tao, mày cũng biết rồi đó, à, thế này thế nọ thế kia. À, mà tôi nói thật sự anh này anh chơi kiểu mà anh nghĩ rằng những gì anh nói là cái lời nói gió bay, nhưng không đâu. Cái lời nói mình không có gió bay nổi đâu. Bây giờ ngày xưa là nó không có cái thiết bị ghi âm. À, ngày xưa là nó thật sự nó không có những cái mà lưu lại bình cái clip hoặc là ghi âm cái đồ là lời nói gió bay. Nhưng bây giờ nó thật sự anh nói ra một câu là anh chết một câu, anh nói ra một câu là hốt anh một câu luôn. Đấy. Sao mà dễ dàng vậy? Mình là người phát ngôn bây giờ là chối bay luôn. Thợ tao không có liên quan, đụng tới tao là tao hốt đó. Đụng tới tao là tao kiện đó. À, khủng khiếp không quý vị? Tôi thấy kỳ là kỳ cái chỗ đó. Thì có ai nói mình liên quan hay không? Có ai nói mình liên quan không? Có nghĩa là người ta đang bình luận trên những gì mà người trong cái đoạn clip này nói. Mà tôi hỏi rằng người trong đoạn clip này nói có phải là anh hay không? Đó. Nếu như không phải là anh thì anh biết anh không cần anh phải quan trọng. Nếu như không phải là anh thì tốt nhất anh đừng lên tiếng. Đó. Còn nếu phải là anh thì tôi hỏi rằng anh bảo rằng anh không có dính dáng, anh không có liên quan. À, mà tại sao anh biết rất rõ về chi tiết này? À. Chứ còn người ta đâu phải là đưa cái hình anh lên zoom 4D ra để mà cái ông đây ông nói này đó. À, có nghĩa là tôi phân tích trong cái đoạn ghi âm. À, chứ tôi chưa bao giờ mà tôi đưa cái mặt ông vô rồi tôi chỉ thẳng trong mặt ông này là người nói cái đoạn này. Đúng không vậy? Vậy mà thật sự còn ham dọa miết. À, kỳ vậy chứ. Thế tôi hỏi cái đoạn ghi âm này có phải anh nói hay không? Đó. Anh có đi chỗ nào chứ nữa người ta cũng hỏi anh ở đoạn ghi âm này có phải anh nói hay không? Đó. Còn nếu anh không, anh bảo rằng anh không nói thì thôi, để đi kiểm định lại cái lời nói. Đó. Kiểm định lại tiếng nói có phải tiếng của anh hay không? Đấy. Chứ đâu phải bây giờ anh là người phát ngôn rồi bây giờ anh chối. Anh bảo là anh không có tham gia, anh không có nói là sao được. À, nó nhiều lắm, trong này nó nhiều cái mà nó thật sự cười ra nước mắt đó quý vị. À. Yeah. Cho nên nó đi càng ngày, nó càng nó dìm xuống. Nếu mà không có bắt hai gái mày mà vào cuộc đó thì chắc đậu nó đè mày từ cái thời mở thuốc nốt là ra thông báo là đã mất tiêu rồi. Đồ, biết rõ dữ ta. Cái này nè hay nè anh Vũ nè, đó cái này nè phải làm cho nó ra rõ đi. À, chứ còn nó thật sự để mà nó thật sự bây giờ đó gia đình cũng bức xích một cái tiền mất đó mà đi nghe toàn đi nghe những lời nói mà không căn cứ nè. Đây là một trong những lời nói không có căn cứ. Đó. Cho nên anh Vũ phải làm gấp cái việc này, đó. Phải đưa cho ông này ra luôn để cho hiểu rằng đưa cái ông trong đoạn ghi âm này nha.
Ấy, còn cái ông trong đoạn ghi âm này là dính tới ai là người đó ráng chịu đó, cho tôi không có chỉ mặt à, tôi không có chỉ tên đó. Đó, đừng có ngày mai mà điện qua tôi nữa mà hâm mà dọa nhắn tin đồ, tôi sợ lắm rồi. Đó, đâu để cho em cái cho nó thật sự để cho em an tâm cái như em còn mần việc. Trời ơi, ngày nào nói thật sự mà khi em lên em ôm đoạn clip đây em phân tích là cái thấy ngày đó là đêm đó là có tin nhắn tít tít tới. Chắc kỳ vậy. Mình không có liên quan thì mình đừng có sợ. Cái lời nói đây không phải là chủ nhân là mình đó thì mình đừng có quan tâm. Được không? Đó, người ta hỏi thôi mà, làm gì mà căng dữ quá vậy? Anh này anh chơi căng quá, chơi toàn hàng gài không à? Đó. Dạ. Mày có thấy điều đó không? Đúng không? Cái thứ hai nữa là cái án này bây giờ nó đưa lên là cái án mờ. Nó không có một cái chứng cứ gì để tìm, để mà điều tra chứ. Bây giờ chuyển xuống tới Cần Thơ nó cũng dìm luôn. Bây giờ tới giai đoạn này là giai đoạn cuối cùng là nó chuyển ra tới cục ngoại, cục nó xen nó vào cục. Mày thấy điều đó rồi? Đà, tao không liên quan gì nha. Cái này tao không liên quan rồi đó. Đừng có nói tao liên quan nha. Ủa không liên quan sao biết hay ta? Không liên quan sao mình phát ngôn? Đây có phải lừa gia đình hay không? Tôi hỏi vậy thôi. Anh có phải xáo ngôn không? Anh dùng những cái lời lẽ mà cái như là ma mị để anh dẫn dắt gia đình hay không? Đó. Mình không có liên quan đó, là mình không biết gì hết trơn trời. Đó. Mà bây giờ anh biết là cái này ra tới cục luôn đó. À, cục gì? Cục nào? Đó. Cục nào? Không có cái cục nào hết trơn đó. À, còn cái máy nó thật sự bây giờ mà tìm một cục để ném chó còn không có đó. Đất đai cầm hết rồi cục đâu ra nữa. Cái lúc nào cũng bảo mình không liên quan, cũng không liên quan mà nói chuyện với anh Vũ mà leo léo cái miệng là không liên quan cái gì, đúng không? Anh không liên quan có nghĩa là khi mà anh Vũ hỏi tới là anh không biết cái chuyện đó, thôi mày hỏi bắt gái mày để tao không biết, tao chẳng qua nhiệm vụ ở bả sai tao đi chớ bả đi, tao chớ đi, còn giữa mày với bác mày làm việc tao đâu có biết gì đâu. À, bắt đầu tự nhiên mình đã không biết gì mà khi mà thấy những cái clip anh em đăng lên đó, đó là bắt đầu điện qua ở mấy ngày nay là tao đang ở Sài Gòn, tao cũng lướt lướt mạng, tao nghe, tao nhìn, tao thấy cái clip của anh em đăng lên nhiều quá. À, mà nói thật sự ông đang ở coi như là ở An Giang chứ không ở Sài Gòn Sài Đồ nào hết. Ông ở Sài Gòn bảo là mày cứ mày tới nhanh đi rồi tao còn đi Sài Gòn nữa. Ủa, mình đang ở Sài Gòn mà đi Sài Gòn nào nữa cả, đúng không? Mình đang ở Sài Gòn thì không có đi Sài Gòn nữa. À, mà tôi nói cái điều nó vô lý đó. Mình là một người không có liên quan, không có nắm bắt cái gì mà lên nói gì đúng rồi. À, lấy thông tin từ đâu mà nói, đúng không? Lấy thông tin từ đâu mà biết rằng đây là vụ án mà. Rồi lấy thông tin từ đâu mà biết mà đây là một cái vụ án mà người ta đã chuyển ra cục rồi. Cục nào thụ lý vụ án này? À, cục nào thụ lý? À. Chung là vấn đề nó thật sự là chơi cái bài mà gọi là đi dễ rồng dễ rắn cho anh Vũ đu theo. À. Cục nào mà thụ lý vụ án này? À. Mà trong khi đó làm việc với tất cả cái mọi cái người mà liên quan, bảo rằng là người ta giúp mình thế này, người ta giúp mình thế kia, mà toàn là cái như là nó thật sự bí ẩn làm việc, chứ còn anh Vũ anh có biết gì đâu. Cứ dục ảnh vô quán cà phê đó, rồi Vũ vô quán cà phê đó ngồi đợi bác chút nha, bác đi quan hệ chút là bác ra. Trời đất thánh thần ơi, bác quan hệ chi mà nó thật sự bác ra tới Hà Nội bác quan hệ đó. Vũ ngồi đó, Vũ ngồi gọi cà phê uống đi, gọi cà phê phiên cho nó lâu. À, chứ còn gọi cà phê như cà phê Sài Gòn, cà phê chớ liền đó quý vị, là ực một hơi là nó cầm. À, gọi cà phê phiên á, nó nhíu từng giọt đó, Vũ ngồi để mà chờ bác. À, mà cà phê phiên mà tôi nói quý bà con mày dợn cái nắp chặt cứng đó nữa, mà nó thật sự một ngày nó không giọt ra một giọt. À, bác anh Vũ ngồi còn uống cà phê phiên không. Rồi ngồi mà đợi bác đi, ngồi ở đây từ cái như là An Giang ra tới Hà Nội, đi máy bay ra tới Hà Nội, đi taxi tới quán cà phê, ngồi uống xong rồi về khách sạn nằm, ra nhà hàng ăn, rồi ra quán cà phê uống, quay về khách sạn ngủ, rồi ra nhà hàng ăn. Mà tôi nói quý bà con nó đều như vắt chanh như vậy thì tiền bạc nào mà chịu nổi.
muốn ăn muốn đồ gì tao ở tại kiên tại An Giang đấy, rồi tao nói để cho anh Vũ anh cúng. Tao nói riêng tiền máy bay đó là đủ anh Vũ anh cúng rồi, đúng không? Đấy, bây giờ muốn ăn cái gì nói nè. Đấy, tự nhiên mà hành mà đâu phải là một mình anh Vũ đâu, anh em cũng phải ra chung đó, rồi bé Kim Linh cũng phải đi chung ra đó. Rồi tôi hỏi quý bà con mà chơi cái này nó bất nhân hay không, việc nhà người ta không có người làm, tiền là lúc nào cũng hỏi, mà chơi mà cái là những cái lực lượng mà lao động chính trong nhà đấy à, lại là rút đi ra Hà Nội nằm vùng chơi đó quý bà con. Tôi nói thiệt, tôi nói thiệt cái vụ đây sao đâu mà mình càng nghe càng hẳn thẳng thiệt cái chứ, đúng không? Mình là người ngoài đó, mình nghe mình cảm thấy là hẳn à, mà cái như là muốn chi cái gia đình của anh Vũ không có giúp được người ta thì mình nói thẳng là cái này tránh qua bây giờ đó à, tao nói thật mày, tao cũng chẳng có mối quan hệ quái gì à, tao thích là dẫn mà ra Hà Nội chơi chiến cho biết Hà Nội rồi để về thôi, chứ tao có mối quan hệ gì đâu. Ông nậu ra đấy cũng vô phòng tiếp dân thôi, đi đâu cũng vô phòng tiếp dân thôi, đúng không à, mà nghĩ sao mà bây giờ nó thật sự ra đấy chui phòng tiếp dân ngồi cho đã rồi cái như là về trời ơi gặp rau bây giờ ok rau chuẩn bị 1 tỷ gì vứt mộ lên là lệnh thôi đó. Tiền mà bà con thấy hô tỷ nào có tỷ này, hô trăm nào có trăm này, mà gia đình không biết và bà này phải dùng nguồn tiền đỡ đi đâu và làm gì, nó khổ là khổ chỗ đấy. Thế còn nếu mà gia đình mà biết bà này phải dùng nguồn tiền đó đi đâu làm gì, tôi nghĩ rằng gia đình chắc cũng không có chuyển nhiều như vậy đó. Cứ là cái nhanh điện gì là tiền cái nhanh à, bây giờ tôi tới chỗ cơ quan chức năng điều tra thì thật sự có sao anh Vũ nói vậy thôi. Tiền là bà này bà yêu cầu theo cái yêu cầu của bà là mình đưa thôi, chứ mình đâu có biết là bà sử dụng vào việc gì, đúng không? Mình đâu có biết bà sử dụng đồng tiền của mình làm vào việc gì đâu đấy. Vậy đó mà nói thật sự với bà con, mà dẫn ra Hà Nội rồi vô khách sạn, ra nhà hàng, ra quán cà phê, rồi cứ một cái chu trình đó là như vậy đó à, từ cái như là An Giang đấy, rồi lên Cần Thơ đi máy bay đó, rồi đi máy bay rồi ra sân bay đấy, bắt đầu là cái như là tìm khách sạn, rồi cái như là tắm rửa nghỉ ngơi ra đó, cái đầu vô nhà hàng ăn, rồi qua ngày hôm sau vô quán cà phê ngồi cái chu trình vậy, nằm chán chơi cho đã rồi xong rồi đó. Đó quan hệ xong rồi đó à. Trời ơi, nói thật sự khổ dữ ta, chẳng lẽ bây giờ nói thật sự ở chỗ kia, ở chỗ mà An Giang không có chỗ quan hệ sao mà có sao tới ngoài Hà Nội quý vị. Nó khổ vậy, chơi mà chơi kỳ thì mình muốn quan hệ thì mình đi một mình. Nó tự nhiên là rủ anh Vũ đi ra tới ngồi đó là nó khổ chỗ đó à, việc gia đình không ai làm, mùa màng tới nơi à, rồi tiền bạc cứ theo dí, mà còn đi quan hệ mà ra tới tận Hà Nội quan hệ mà rủ anh Vũ đi theo chung đi theo chơi à, theo chơi à, ở đây ngoài quán cà phê đi cưng, rồi khác như là bắt vô bắt quan hệ xong rồi bắt ra à, rồi chẳng biết quan hệ kiểu chi à, khổ không. Chơi đó mà thật sự chơi cha người ta chơi mất dạy. Không có vậy.